Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2023, shop Hồng My xin giới thiệu mẫu Jupiter T2 phiên bản 2025. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 17.500.000. Lý do sao gọi là bản 2025? Đây, bây giờ Jupiter ra bản mới và bản cũ, kho giờ dần dần bị lãng quên nha các bạn nha. Đây, bản mới nè, các bạn thấy không? Một cộng dây một duy nhất, đây là bản mới nha các bạn nha. Và đây là bản cũ nè. Dây quá trời quá đất luôn, không cách nào giấu vô được hết nha các bạn nha. Đây là bản cũ, vẫn ghi đông bô tăng giống nhau. Ghi đông bô tăng là vẫn giống nhau nha các bạn nha. Đây, ghi đông bô tăng, để ghi đông bô tăng vẫn giống nhau nha các bạn nha. Vẫn giống nhau. Đó, bản mới là cái dây nó chỉ còn đúng một sợi giống như ghi đông carbon các bạn. Đó, nó giấu hết hoàn toàn đây. Và bản cũ ghi đông bô tăng nè, nó còn dày quá trời. Đó là bản mới và bản cũ cho các bạn so sánh. Con này rúp rẹt cho bác, con kia rúp Tiara. Bản cũ mình vẫn nói bản cũ, bản mới mình vẫn nói bản mới. Cho các bạn mua, các bạn lựa được bản mới các bạn chạy. Con này cũng có bản mới rồi nha các bạn nha. Đây là Jupiter T2. Giá xe đang được bán với giá 17.500.000. Giá này bao ship nha các bạn nha. Khi mua xe là các bạn sẽ có một cái pedal và một cái nón bảo hiểm nha các bạn nha. Tại bản mới là người ta sẽ cho các bạn trong đó, trong thùng là có một cái pedal và một cái nón bảo hiểm luôn. Pedal đẹp đàng hoàng nha các bạn nha, chứ không phải so với bản cũ đâu. Pedal đẹp và có giá trị đàng hoàng. Cái thùng đó, đó cái thùng nó bự giống vậy đó, cái thùng bự giống vậy nè. Đó thì ở trong thùng sẽ có một cái nón và một cái bảo hiểm, nón bảo hiểm và một pedal đẹp cho các bạn. Một cái nón luôn, đàng hoàng luôn. Nón xịn đàng hoàng luôn nha các bạn nha. Jupiter T2, khung carbon và phụ carbon, ghi đông bô tăng nhôm, dây âm ghi đông mẫu mới nhất hiện nay 2025 nha các bạn nha. Jupiter nó ra mẫu mới, nó cải tiến liên tục nha các bạn nha. À, mẫu mới cũng giá không có khác gì so với mẫu cũ, không thêm gì. Chúng ta mua, chúng ta lựa mẫu mới mua, nó đẹp và nó nhẹ lắm bạn. Cái bộ cổ à, nó rất nhẹ, nó rất nhẹ và không bị cạ dây. Dây rất nhẹ nha các bạn nha. Mẫu cũ thì nhược điểm nó dây có thể là hơi bị cấn xíu, nó hơi bị cà xíu nha các bạn nha. Đây là mẫu cũ nè. Dây nó rườm rà thì nó sẽ bị kẹt ở đây, nó sẽ nặng đầu cổ hơn. Nha các bạn nha. Jupiter là hàng thương hiệu cải tiến liên tục. Nha các bạn nha. Tay đề, con này được trang bị tay đề lắc Shimano Terra 4007, hàng sản xuất tại Nhật. Da băng, made in Japan. Nha các bạn nha. Tay đề lắc Shimano Terra 4007, made in Japan. Ghi đông bô tăng nhôm, dây âm ghi đông mẫu mới nè, các bạn coi nè, thấy không? Con này là dây y chang như mấy con Robel, đi dấu hết đây luôn nè. Đó, chỉ là chan Robel là đi thắng dầu thì cộng dây dầu nó sẽ chạy xuống đây, con này đi thắng gom thì cộng dây nó nằm ở đây nha các bạn nha. Giá xe chỉ có 17.500.000. Một cách đi dây quá khôn ngoan và quá ngoạn mục, rất đẹp. Dây sẽ được luồn ở đây, luồn thẳng vô đây và đi trên ghi đông mẫu mới nha các bạn nha. Jupiter nè, ghi đông bô tăng Jupiter nha các bạn nha. Không hề thay đổi so với mẫu cũ, không hề thay đổi. Đây mẫu cũ nè, cũng ghi đông bô tăng Jupiter nè các bạn thấy không? Đó. Và nếu mà nhìn dây thấy cũng đẹp nè, nhưng mà nhìn dây là thấy nó hơi mất thẩm mỹ nha các bạn nha. Cái nào mất thẩm mỹ mình nói mất thẩm mỹ cho các bạn dễ mua. Đó. Giá con này đang bán với giá chỉ có 17.500.000. Jupiter T2 mẫu 2025, phiên bản 2025 nha các bạn nha. 2025. Cùi đề đĩa xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Terra 4007, hàng sản xuất tại Nhật, da băng, do dĩa RBL cốt rỗng, do RBL cốt rỗng Rowell 5034. Cùi đề đĩa Shimano Terra 4007, do dĩa RBL cốt rỗng Rowell 5034. Sơn 11, sơn 10 với lộn, sơn Sumit sơn 10. Líp là líp thả 10 tầng, cùi đề líp Shimano Terra 4007, 2 đĩa và 10 líp. Líp thả 10 tầng, líp thả sơn sai. Sơn sai, líp thả 10 tầng sơn sai. Sơn 10. Bánh trước bánh sau bạc đạn cối nổ, mẫu Jupiter T2 2025, phiên bản mẫu mới nhất nha các bạn nha. Mẫu mới nhất nè. Mẫu cũ là nằm ở đây, mẫu mới hơn là con cộng dây nằm đây, và mẫu mới hơn là đi dây đây rồi dư dư nồi dây đây. Và đây là phiên bản cải tiến, mình cho là như là cải tiến cúng cùi cuối cùng nha các bạn nha.
dây đi như vậy, rất đẹp nha bạn nha. 2025 Jupiter T2 mẫu 2025, phiên bản cải tiến cuối cùng của dòng Jupiter. Còn 2026 chắc là chạy trên máy bay luôn rồi. Đó. Jupiter T2 khung carbon và pô carbon, ghi đông vô tăng nhôm, có viên carbon, rất đẹp nha các bạn nha. Jupiter T2 phiên bản này là mới, là phiên bản dự thảo nên chỉ đưa cho những shop nào uy tín và có giống như là có người coi nhiều nhất, chứ không phải máu mặt đâu, mình đâu có máu mặt mình bán hẻm. Có người coi nhiều nhất, người xem nhiều nhất, và những người xem là người xem xe đạp, người ta mới đưa cho review nha các bạn nha. Rất đẹp. Hiện tại mấy cái mẫu này trên thị trường Việt Nam mình chưa có đâu. Bên Bangladesh có, Philippines thì có, chứ Việt Nam chưa có. Việt Nam có mình em có thôi đó. Giống như được hình hên nữa bạn, số hưởng. Số hưởng được quay cho bạn xem. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 17.500.000 bao ship. 17.500.000 Jupiter T2 khung carbon, phụ carbon, ghi đông vô tăng nhôm. Cốt yên là cốt yên carbon. Màu sắc con xe là màu trắng. Size con xe là size 48. Tay đề lắc Shimano Terra 4007, cùi đề đĩa Shimano Terra 4007, cùi đề lip Shimano Terra 4007. Màu sắc màu trắng chào bạn.